Dạ, xin chào cô chú và anh chị. Em là Tiến, bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái. Thì hôm nay em về xã Mỹ Phong, thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để quay và giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà với diện tích là 64m², trong đó là thổ cư 100% luôn nha cô chú anh chị. Và chủ đang bán 1 tỷ đồng, giá cả sẽ còn thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Thì ở đây thuộc về xã Mỹ Phong nha cô chú anh chị, thành phố Mỹ Tho. Thì ở đây là sát bên chùa Vĩnh Tràng luôn, một ngôi chùa nổi tiếng ở Mỹ Tho nha cô chú anh chị. Và mình cách thành phố Mỹ Tho, trung tâm thành phố Mỹ Tho đâu đó khoảng tầm chỉ có 2 cây số thôi, vào Vincom Mỹ Tho. Đây thì đây là cái căn nhà em muốn quay giới thiệu cho cô chú anh chị mình xem nha. Với diện tích là 64m², trong đó mặt tiền chiều ngang của mình là 4m nha, chiều dài là 16. Đất của mình thì là full thổ cư nha. Đó, có một căn nhà cấp 4 xây dựng rất là kiên cố luôn. Thì cái con đường này nè, ô tô mình có thể vào tới trong nhà luôn nha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị mình đi ô tô là mình sẽ đi con đường này. Mình đi khoảng tầm 50m là mình sẽ ra tới lộ đa 5m, rất là rộng luôn. Quẹo phải là mình sẽ đi về hướng cái cảnh sát tỉnh, công an tỉnh nha cô chú anh chị. Cái hướng này nè, mình di chuyển khoảng tầm 400m thôi là sẽ ra đường tỉnh lộ 879 luôn. Thì ở khu vực này là dân cư tập trung rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. Nhà là san sát nhau không luôn. Điện nước wifi là có đầy đủ nha. Thì nếu mà cô chú anh chị mình đang cần tìm một căn nhà ở Mỹ Tho nè, giá thì phải chăng nữa, thì cô chú anh chị mình hãy cùng em xem hết cái video này nha. Căn nhà của mình thì có diện tích là 64m², trong đó mặt tiền chiều ngang của mình là 4m, mình tính từ vị trí này nè cô chú anh chị. Mình đo ngang qua đây là 4m, chiều dài xuống hết nhà luôn là 16m. Phía dưới thì nó sẽ có một cái con đường công cộng nữa hiển thị trên sổ mình luôn. Thì nhà mình sẽ được hai mặt tiền ha cô chú anh chị. Em thấy là chủ nhà xây nền rất là cao luôn nha. Ở khu vực này là không có bị ngập lụt nha, nhưng mà anh chủ xây cái nền rất là cao luôn. Xung quanh thì phía trước thì ảnh cũng đã có xây một cái tiền chế nè, cửa sắt, cửa rào thì rất là an ninh luôn nha. Nhà mình thì được một phòng khách, hai phòng ngủ nè, một khu vực nấu ăn và nhà vệ sinh. Một cái số anh bán nhà nhưng mà nội thất anh sẽ mang đi nha. Thì nếu mà cô chú anh chị mình xuống mình cảm thấy mình thương lượng được cái giá cả thì anh sẽ để lại nội thất nha cô chú anh chị. Phòng khách thì cũng khá rộng nha cô chú anh chị ơi. Bên trong thì được ốp gạch lên tới khoảng là 1m8 nè, chừng là chừng lót la phong ha. Em thấy nhà còn rất là mới luôn, vào là chỉ cần dọn dẹp lại là mình ở thôi nha cô chú anh chị, không cần phải sửa chữa bất cứ thứ gì ha, vì nhà xây rất là kiên cố và chắc chắn luôn. Nhà mình thì sẽ quay về hướng Tây nha cô chú anh chị. Ở khu vực này thì mình đi chợ, trường học, ủy ban rất là gần luôn, mình đi chỉ tầm 3 phút đến 5 phút ha. Nhà mình thì được hai phòng ngủ, do là có người ngủ cho nên em không có tiện mở cửa ha cô chú anh chị. Phòng ngủ thì cũng rất là rộng luôn. Đây. Đó, bên trong thì cũng được lót gạch nha. La phong nè. Rồi, xuống đây là khu vực nhà vệ sinh và nhà bếp. Khu vực nấu ăn hay cô chú anh chị. Đây phía sau mình sẽ còn một cái con đường đi nữa hiển thị trên sổ luôn, nhưng mà do ở dưới này thì anh không có đi ở phần dưới này cho nên anh khóa cửa đây ha. Mình cũng có thể làm một cái sân phơi ở khu vực này cũng được. Thì em xin nhắc lại nha, ở đây thuộc về xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Căn nhà này có diện tích là 64m², trong đó mặt tiền chiều ngang của mình là 4m, chiều dài là 16. Thì cả có full thổ cư nè, và chủ đang kẹt tiền bán gấp căn nhà này với giá chỉ có 1 tỷ đồng thôi nha. Giá cả thì khi nào cô chú anh chị mình có đi xem á, mình sẽ gặp anh chủ trực tiếp luôn, mình thương lượng thêm giá cả nha. Thì từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị mình di chuyển về đây á thì khoảng tầm là 65 cây số nha. Khu vực dân cư hiện hữu nè, điện nước wifi là có đầy đủ luôn nha.
Dạ rồi, thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video này nha. Nếu mà cô chú anh chị mình có quan tâm căn nhà này, hãy gọi ngay bên công ty nhà đất Huỳnh Trang Thái với số điện thoại bên dưới màn hình để em có thể dẫn cô chú anh chị mình đi xem và mình gặp trực tiếp chính chủ, mình thương lượng thêm nha.